Chắc đéo lại được 2 phút. Chọc vào đi anh Tuấn, vừa nãy chồng lúng vừa nãy. Tưởng tượng cái mặt là Lambo cứ thế chọc mà. Cứ đấm vào Lambo. Chắc mặt là đúng chắc mặt rồi. Chọc vào đi, nhanh vào tốc độ vào. Chọc vào đi anh. Tôi bơi sải. Đánh mày. Tao đi anh Tuấn ơi. Đừng cười. Không được bay lên. Chỉ chạy dưới đất thôi. Trong mặt, trong thẳng mà. Ông này ông không che đâu. Nó không gáy. Nó không gáy. Ok, trừ một điểm. Tiếp đi anh, nào. Đấy, đúng rồi, cho hết ngoài đường vào đi anh. Thắng không mở bụng kìa, Tuấn ơi. Ôi, ôm chặt anh Thắng, ôm chặt vào. Khi nào một đuối quá thì ôm một đuối thủ. Đấm luôn, vừa thủ thế vẫn đấm lại. Tay thủ thế nhưng mà vẫn đấm lại. Đấy, vào đi, mạnh, mạnh nghiệp lên, nổ báo lên. Đấy, bắt đấy. Nhìn đi, nhìn đối thủ đi. Vần cho anh Thắng mệt đi. Chồng ra đi, chồng đấy cháu đi thẳng nào. Hưng Cảnh đang nôn khan. Đấm vào mặt chứ ai, đấm vào mặt. Đấy, đúng rồi, mặt, tốt đấy. Phan cao lên là sẽ vào mặt. 1-2 Tuấn ơi, 1-2 đi. Chào đi chung chào. Ui, chào đi chung chào. Lên thịt nhận người. Cái gì vào đấy? Vào đấy là chọc. Chuẩn đấy, đúng, đấm đúng đấy. Còn 1 phút nữa thôi. À, 50 giây nữa thôi. 20 giây cuối thì vào là than nhau dưới bụi em nhá. Thì nên phải đúng thấp. Quẩn đi chọc. Nào, chọc đi. Đấy, anh chọc để làm gì? Chọc em đi. Đấy, chọc thẳng nào, dài tay ra. Dài cái vai nhá. Lăng nhanh nào. Mình nói cũng cứ còn mách nước cho anh Thắng. Đấm yêu à? Đấm yêu. Đấm mạnh đi Tuấn. 10 giây cuối. Đấm mạnh đi anh Thắng. 10 giây cuối. Thôi rồi, đừng trận đấu. Thôi nhá, ông Thắng ông đấm yêu. Không, cái này là